Đây cái bụi mùng tơi vỡ đây. Nay nó thành vậy nè. Khủng khiếp không? Bụi mùng tơi nè. Dưới gốc có một hai cái bụi thôi mà nó lên trên nó vậy đó. Dưới một bụi vậy nè. Thì có con dừa vàng nè, nó đậu cái mớt còn chuẩn bị nó chích là hư á. Nó chế mớt nè. Cái mớt này nó đậu nè, đậu nè, bốn trái liên tục luôn nè. Bốn trái đậu kế nhau luôn. Như này cải nè, không lớn nha. Mấy cải này lớn nè, nó nhanh lớn lắm nha. Mình mà trồng rau cải là nó nhanh cơ, có thu hoạch đó. Thấy nó nhỏ vậy chứ nó qua một hai ngày là nó lớn nha. Bữa nhỏ này nó lớn nha. Đã, thì rau thì nó lên tự nhiên, mình không có bón phân nha, nhờ cái đất của mình nó tốt. Đó của mình lấy ba cái dao cải mục đó, mình để cho mục mà mình dọn vô nè, nó tốt. Khoái nhất cái bộ mùng tơi này nè, ăn hoài nó cũng dao hoài vậy đó. Ở dưới gốc nó có hai cái cây à, mà nó lên được một èo. Ngắt cái đọt cái nó da, ngắt đọt cho da. Ăn hoài, hôm nay ăn có chục lần luôn. Giờ càng ăn thì nó càng to, càng bự dữ dằn hơn nữa. Như đây mình có gieo mớ mùng tơi nè, đang lú lên nè. Vậy chứ vài bữa là nó lớn. Nó nhanh lắm. Sát trong tường là mình có bỏ vài cái hột bí đỏ nè. Vậy chứ vài bữa nó bò cho mọi người xem nè. Vài bữa nó lớn nên nó bò ghê lắm. Mấy cái dây bí đỏ nè. Mình trồng mình tận dụng sát vô cái gốc mà trong nhà vậy nè, mát mát đó đó. Với cái đất mà nó có đá, có đồn, nó lộn cát á. Vài bữa bắt đầu nó bò, nó cổ và bắt đầu nó có trái. Đây, mấy dây bí đỏ đây. Mình bỏ được 4 dây vậy. Chứ vài bữa nó bò ra cho coi, bí đỏ nó bò ghê lắm. Mấy bụi bạc hà mà mình trồng, mình kiếm mấy cái chỗ mà mát mát như vậy nè, là nó phát triển nha. Nó mau phát triển hơn ở ngoài nắng. Bạc hà nó phái chỗ bóng râm râm vậy. Cái này mình mới cho chồng mình chiết nha. Chồng nay có chừng 2 tuần lễ mà nó phát triển ở này nè. Cỡ vậy là nó lớn nhanh lắm. Bạc hà, chồng bạc hà nấu canh chua đồ mình bỏ vô ăn cũng ngon. Đây dây móp. Dây móp này phải mì. Này phải mì. Bên đây có mớ mớp mà cũng đang cho ra trái nè. Trái nhỏ. Hôm nay thu cũng nhiều. Đây có trái này to nè. Trái này thu hoạch được rồi. Đây có trái. Ngoài kia có trái nè. Ngoài hàng rào. Đây là dàn mớp tận dụng cái hàng rào nha. Cái hàng rào của người ta xây rồi mình tận dụng, mình trồng cho nó bò lên. Mùa mưa tận dụng hàng rào trồng mớp là có ăn. Mớp dễ dòng. Đây, trên đây có trái bự. Trên đây có hai cây đu đủ cao nghiêu nghiêu luôn. Vẫn còn trái nhưng mà nó cao. Cao chót vót luôn. Cái gầm dao này thấy đã không?
Bụi dần già mùng tơi nó to đùng luôn. Mới cải. Đây một mớ rau muống mình trồng trong cái thùng này nè. Rau muống này được 17-18 ngày nè. Non xèo luôn. Quá đã luôn. Rau muống này thì ăn thì hết sảy à. Ôi nó non xèo luôn, thấy mê không? Trồng mướt mượt luôn. Đây ở ngoài đất mình cũng gieo mớ nữa nè. Ở ngoài đất mình gieo mớ rau muống nữa nè. Nè lá bắt đầu nó nở rồi nè. Nó nở rồi bắt đầu nó lớn nhanh lắm. Nó rau muống nó nở rồi bắt đầu nó chuẩn bị lớn rồi đó. Lúc nhỏ nhỏ thì nó cái lá của nó nhọn nhọn, nó chưa nở nha. Cỡ này bắt đầu có bung lá rồi nè. Chuẩn bị lớn nhanh lắm. Đây có mớ cải rổ nè. Cái rổ hỏi mình chiết vô thùng nè. Cây này bị con sâu rồi tối nó mới ăn hay gì nè. Có cái dấu nó ăn cái lá không. Mà ban ngày nó trốn hay lắm, kiếm không nổi đâu. Ban đêm nó bò ra nó ăn. Đây cải rổ nè. Thử nhà mình trồng mình không có xịt thuốc đó, cho nên sâu lâu lâu nó cũng có, nó bò nó. Cái rổ này mốt xào ăn ngọt lắm nha. Mình trồng nhà mình trồng mình ăn là mình lật lá. Lật lá ăn là nó cao lên, nó do da lá khác nữa. Nếu mình nhổ luôn cái mình trồng lại nó hơi lâu. Còn đây là mấy cái vỗ rau muống nè. Hổm mình thu hoạch mấy cái này không biết mình thu bao nhiêu lần nè. Cái này là 4-5 lần này nè. Mà nó vẫn còn lên vậy nè. Lên nó tốt hoài vậy. Thử này nó được nằm dưới cái dàn bầu nè nha. Nó che mát mát. Nó che mát cái rau muống cho nên nó tốt quá. Dàn bầu này nó cũng muốn già dữ nè. Lá rồi vàng hết. Nhưng mà nó vẫn còn trái. Cho nên mình để mình chưa có bỏ. Đây. Thu hoài nó ra hoài luôn. Mấy cái này mình cắt trước nè. Cho nên nay nó ra nó bự trước rồi nè. Cái này hổm thu hoạch chứ. Thì bắt đầu kế cái tiếp nè. Cái này mình thu kế cái sau cái nó cũng lớn nè. Bắt đầu cái này đó mình ăn mình cứ thu kế gì. Đó. Mấy cái này thu sau nè, bữa ăn sau nè, này nó cũng lên. Lá nở ngon kìa. Vậy cái bắt đầu vài bữa cái mình thu mấy cái bự nào đó trước. Thu mấy cái cao mấy cái bự nào đó trước. Cái bắt đầu nó cắt xong cái nó đâm cái khác lên. Cái mình ăn hết rồi tới đây cái thằng đây nó lại có nữa. Ăn không kịp nổi. Nếu cần cỡ một chục cái sọt vậy là bắt đầu. Mà ăn đâu hết nữa đâu. Cái sọt này. Cắt nó lên nè. Nó đủ phân á. Đủ phân là nó lên hoài vậy đó. Mấy cái thùng dao này hổm mình thu một lần rồi nè. Nó còn lại một ít cây cải nhỏ nhỏ mà nay nó cũng bung, nó xè ra, nó lớn nè. Hổm mình thu được một lần này nè. Hổm mình gieo đặt á. Bắt đầu mình thu lúc nó khoảng 2 tuần tuổi mình thu mình ăn cải con một lần. Cái nó còn sót là vài cây mà nay nó lớn nhanh ghê. Lớn gì lại mốt là nhổ ra chiết ra trồng mình ăn tỉa ăn cái còn mớ cái nó lớn nữa nè. Nhanh ghê không. Còn mấy sọt này bữa mình nhổ nè. Mình nhổ xong mình nhổ cải ra. Mình gieo hột cho muống vô nè. Hai nó lú ra này nè. Thôi video của mình cũng hơi dài. Mình cũng xin kết thúc video nha. Mọi người xem thấy hay ủng hộ kênh của mình nha, để mình có động lực cho nhiều video hơn nha. Chia sẻ về cách trồng dao cho những cái người có đam mê thích trồng dao sạch để cung cấp dao cho gia đình của mình ăn nha.